À, rồi Minh Tơ, mến chào cô chú anh chị. Hiện tại Minh Tơ đang ở ấp Rì Phong, xã Hòa Thuận, huyện Nhân Thành, tỉnh Trà Vinh, thì ghé thăm lọc hoàn cảnh của sư cô. Thì lúc trước Minh Tơ cũng có quay để kêu gọi nhà cô chú anh chị hỗ trợ nguồn kinh phí để giúp sư cô để trị bệnh đó cô chú anh chị. Hôm nay Minh Tơ đi cùng với nhóm YouTuber từ Sài Gòn xuống, như anh Tình Vlog và Trường Vlog rồi Di Còi Vlog. Thì mình tới những anh bên YouTuber này qua đây để thăm và tìm hiểu hoàn cảnh của Sico. Rồi mời cô chú anh chị xem video của mình ta. Ở đây là anh em của kênh YouTube cũng về đây để quay hỗ trợ cho Sico. Sico thì hiện tại cô đang ở trong một trang trại heo bỏ hoang, thì cô cũng đã tu từ nhỏ đến lớn. Hiện tại cô đang bị nhiều chứng bệnh trong người, thì cô cũng không ở chùa nữa, thì cô về nhà tu dưỡng tại cái ngôi nhà tại trong trường heo này cô chú anh chị. Đây là heo dòng này, khu trang trại heo á. Hiện tại sư cô không có ở chùa nữa, sư cô về quê ở. Thì bên tôi cũng có quay hai lần rồi, thì cũng anh em thấy kênh YouTube của bên tôi quay, thì anh em cũng qua đây để nhờ bên tôi dẫn các mấy anh qua đây để quay hỗ trợ cho sư cô. Đây là chuồng heo này cô chú anh chị, bên là chuồng heo hết. Minh Tơ mời cô chú anh chị bước vào bên trong gặp sư cô nha. Phía trước là Di Còi, cũng kênh YouTube luôn. Dạ con được bà con cô bác anh chị ở đây chia sẻ về hoàn cảnh của sư cô nè. Dạ cảm ơn kiểu nhiều. Dạ. Dạ thưa sư cô, lúc mà còn trẻ thì sư cô xuất gia và tu ở chùa nào hả sư cô? Dạ ở Vĩnh Long. Dạ. Ở Long Khánh Vĩnh Long. Dạ. Mới về Trà Phú, ở Trà Phú. Dạ. Yeah. Là huynh đệ chung á. Dạ. Yeah. Về ở Trà Phú. Dạ. Yeah. Với huynh đệ rồi như bệnh gần ấy rồi nó phát bệnh rồi cái lô uống thuốc này kia. Yeah. Bây giờ nó yếu nhiều quá rồi cho nên là không có làm gì được, cho nên về nhà mấy năm nay rồi. Hai năm nay rồi. Dạ. Yeah. Bây giờ nó đi cũng không được, đi cũng như đi tiểu đi vệ sinh là bằng cái ghế. Dạ. Đó, cô đi bằng cái ghế đó. Dạ. Cái chân nó yếu. Dạ. Rồi đi sang hồi cái là cái bụng nó cứng lên. Nên nó dài cái nó cứng. Dạ. Lên gì nó ngồi ở thở không. Dạ thưa sư cô, ngày mà sư cô xuất gia đó, tu ở trong chùa, tính đến thời điểm hiện tại thì đã là bao nhiêu năm rồi thưa sư cô? Được, nếu là tính là năm 96. Dạ. Rồi cô ở chùa học, tôi tu học là được 10 năm. Dạ. Rồi mới về, cũng như bệnh quá mới về chùa với Trà Phú ở. Dạ. Rồi tính nay luôn. Dạ. Nay luôn đó. Rồi được cũng hai mấy năm. Dạ. Dạ. Cũng gần 25 năm rồi ha. Thì lúc đó cô đi 96, 97 á, 96. Dạ. Cuối năm 96, năm 97. Dạ thưa sư cô, ngày xưa mà sư cô xuất gia thì pháp danh của sư cô là gì hả? Là của cô, sư cô là tên Huệ Mỹ. Huệ Mỹ. Ừ. Ngày xưa là sư cô khỏi giới Sari hay tỳ kheo chưa? Chưa, mới tích so. Dạ. Chưa có khỏi giới Sari luôn hả? Sari rồi, Sari. Dạ. Rồi mới lên tích so, rồi mới lên tỳ kheo. Tỳ kheo là hết đấy rồi. Dạ. Là lên với sư rồi ấy rồi đó. Dạ. Là cái lúc đó thì sư cô đi học bên Sóc Trăng. Yeah. Cơ bản bên Sóc Trăng giáo lý. Dạ. Yeah. Rồi mấy bệnh rồi đi tay gặp tai nạn bệnh á rồi về luôn. Dạ. Yeah. Về cái như là về chùa, ở chùa luôn. Yeah. Rồi không có còn đi học, chỉ đi học khóa tu 3 tháng hạ thôi. Dạ. Yeah. Cũng như 3 tháng hạ của tháng 7, từ tháng 4 học tới tháng 7. Dạ. Yeah. Đó. Thì có học cái khóa đó thôi. Vì là không có học tiếp nữa, tại vì mình bệnh.
bệnh quá nhiều rồi cho nên không có khả năng học nữa. Dạ thưa sư cô có chia sẻ với anh em của tụi con ở đây là sư cô bị bệnh là cụ thể là bệnh gì thưa sư cô? Cũng như là để cô nói thì nó không hay, để cô có giấy, cái giấy này, giấy của bác sĩ cho á, dạ. Bác sĩ đưa á, là chứ cô nói thì nó không có ấy. Mấy giấy tờ của cô nè, bệnh án của cô đây nè. Đi về là mỗi lần cái về là có giấy tờ hết trơn cô giữ. Cái này là mới đây. Còn đây là cô hỏi con giấy, cái để hồ sơ bệnh án á. Dạ, đây nè. Đánh tắt bệnh án của bác sĩ mới đây đó. Hồi tháng 10 á. Dạ. Thì bác sĩ nó như là lúc này là yếu. Dạ. Bác sĩ mới cô mới xin miếng giấy. Bác sĩ kê cái nhiều khi mấy cô hỏi thì cô nói không ấy thì cô mới xin bác sĩ tóm tắt bệnh giùm cô. Dạ. Cái căn bệnh mà khiến cho sư cô mệt mỏi cũng như là không còn khả năng đi học được nữa chính là căn bệnh xơ gan to. Dạ. Xơ gan. Ủa nó bự như này, nó để cho cô. Ở trong nang buồng trứng, gan tĩnh mạch, thực quản, giãn tĩnh mạch, dạ. Bệnh lý dạ dày, tăng áp cửa, dạ. Nó nếu đã bị dở tĩnh mạch á, dạ. Là cô ói ra máu không? Trời dạ. Ói ra máu này kia, hồi đó cô bị bệnh là nó, rồi mấy cái này là còn giữ lại nè để làm kỷ niệm. Cho mấy chú mấy ấy thấy rồi đấy, nhiều khi ổng ấy rồi bệnh nó nè, lúc trước cô bệnh vậy nè đó, bị xơ gan đa phần là bụng khá là to nha, bụng thôi dạ. Nó sưng to vậy đó dạ. Lúc đó là tưởng đâu là cô chết rồi đó dạ. Cô ngồi không, cô không có đi được đó dạ. nó sưng vậy đó, rồi nó to vậy đó, rồi cái nè, rồi hai chân nó sưng vậy nè, dạ. Rồi sao được, cô không đi không được luôn á, hai dạ. Chân nó sưng vậy nè. Dạ thưa sư cô, từ ngày mà sư cô về ở ẩn ở một cái nơi có thể nói nó không có được khang trang, cái tên nó hơi xấu xí, dạ. Cụ thể là có thể nói là ẩn tu ở trong một cái khu gọi là khu chuồng heo như thế này, thì có bao giờ sư cô chạnh lòng không sư cô? Cũng nhiều khi mình cũng không nghĩ, nghĩ thôi kệ mình, cái cũng như mình cái nghiệp mình mang nặng bệnh vậy rồi, mình cái nguyện cho nó được lúc nào sống hay lúc nào hay lúc đó, rồi mình gái thì mình theo Phật mà nguyện, có cái nguyện này trả khai thác thế này tiếp sau tiêm tốt tu tiếp nè, nhưng mà thì cũng như mình thấy thôi. Với đó giờ không có cái vụ mà lên đâu tiếp rút này gì đâu, mấy cô cũng có nói, cô nói thôi cũng như ai biết thì giúp đỡ cho cô một chút ít gì được, coi như là ở nhà lo không cô ấy không đó. Rồi cứ như bệnh vậy đó, rồi lúc này là đỡ, nó sưng lên các bạn, nó sưng lên luôn á, nó sưng rồi kia rồi bụng nó sưng lên nữa. Vì cô chỉ có ăn thì cơm á thì nó cứng lên, và ăn cháo thì nó bình thường, nặng cháo thì cũng như mình không có sức khỏe, nó phải ăn nhiều lần, nó mệt hoài à. Cô đi là không được, cô đi ngồi là cô cái chân cô nó yếu, nó té. Dạ thưa sư cô, từ những ngày đầu tiên khi mà chọn con đường xuất gia là do bản thân của sư cô tự chọn con đường đó hay là do một cái cơ duyên hay là do gia đình ép buộc để sư cô chọn cái con đường tu tập của sư cô? Cái đó là do cái cơ duyên, bây giờ nhỏ đi theo ông bà đi gì đó, đi chùa, thì cái lớn lên cái đi vừa tới luôn chứ không có phải vấn đề gì hết trơn. Rồi cũng như là đi mình đi chùa cái thấy làm con quả, rồi cái đi xuất gia luôn, đi tu luôn chứ không có vấn đề gì.
ngoài cứ như nói chung là tình duyên hay là không có cái gì không đó, không có. Cũng như nó đưa để tới luôn, chứ không phải là mình gặp vấn đề khó khăn gì không có. Dạ thưa sư cô, từ những ngày đầu khi mà xuất gia đi tu thì gia đình có cấm cản hay là có khuyên có, sư cô đừng có đi có tu? Có anh nội thì hơi có ấy, chứ dù mình bên nhà thì không có. Tại vì cô nhỏ lớn ở ngoại, ngoại thì xuất gia, ngoại thì tu nhiều, tu nhiều Phật. Còn bên nội ít, cho nên hơi khó khăn bên nội. Nhưng mà rồi cũng không có, cũng ra rồi, tại vì cô ở bên nội, anh ngoại á. Cho nên là cô lâu lâu thì cũng như mình về chú Hiếu, mình về thăm. Lâu về thăm ông bà, rồi thì cái ông bà gầy la thì kể. Chứ nhiều khi người đời nó nói kể, cũng mình đâu có, mình bỏ qua. Mình đi theo đúng con đường của mình thôi. Dạ thưa sư cô, nhưng mà sư cô còn đang trong quá trình học để tiếp thu cái việc tu tập của mình đó, thì bỗng nhiên một cái căn bệnh quái ác nó lấy đi cái sức khỏe của mình, để cho mình không có còn con đường đi tu tập được nữa, thì có bao giờ sư cô cảm thấy hối tiếc không sư cô? Hối tiếc, buồn dữ lắm. Lúc đó về là buồn dữ lắm. Bệnh là tới ngày cạo tóc mình quen rồi, bệnh ngày cạo tóc mình không cạo á, nó bực bội lắm. Thì khóc vậy, xong mình buồn, mình tiếc, rồi sau này mình mới tiếc, mình nghĩ là mình bệnh vậy á, mình không bằng như theo như mấy trang lứa với huynh đệ cô. Giờ là có chùa, có nơi đệ tử rồi mà. Như cô vậy cô cũng buồn chứ, nhiều khi mình cũng buồn. Nếu mình cũng như mình không có được cái phước đức như mấy vị lớ là bằng trang lứa với mình. Cũng như huynh đệ mình học chung cả chân lứa vậy đó. Rồi về giờ người ta có chùa, có đệ tử, có tơ ngơi mà mình còn thì trót lọt vậy thì cũng nó cũng hơi buồn. Nhiều khi cũng không có ít cái đi đâu nữa. Nhiều khi đi học hay gặp rồi như mấy cô mấy huynh đệ hỏi mình cũng trả lời rồi khoa, mình cũng thấy cũng tuổi chứ. Nhiều khi mình cũng tuổi mình, tại vì mình kém, cứ như mình nghĩ là cái đó là mình do kém phước, kém duyên. Cho nên mình phải kiếp này mình phải tạo lên cái duyên, mình trả cái nghiệp sát này đi. Bệnh mình trả này đi rồi mình nguyện mình tu tiếp, mình cho gặp Phật Pháp sớm. Chứ giờ cũng mình nghĩ mình bệnh vậy rồi mình đâu có làm gì được nữa đâu. Lúc đó thì cô đang học ở Sóc Trăng, mà lúc cô học bệnh á, về cái Sóc Trăng. Học ở bên Sóc Trăng, ở thành phố rồi mới về Sóc Trăng. Nhờ bên Vĩnh Long học rồi cái khóa hơi về mã khóa đó, nhưng cũng chưa đủ năm mình mới qua bên Sóc Trăng học. Lúc đầu thì học ở Vĩnh thành phố rồi mới về Vĩnh Long rồi mới bắt đầu mình mới đi học qua bên Sóc Trăng mình học. Rồi đó là bắt đầu nhất tai nạn là tới duyên rồi, xong nó cười nó hết duyên luôn tới giờ luôn. Dạ thưa sư cô có chia sẻ với con là mỗi lúc mà sư cô buồn, sư cô ngồi khóc, vậy thì những lúc mà sư cô ngồi khóc thì có ai bên cạnh sư cô, hay sư cô có chia sẻ với ai không sư cô? Cũng thôi thổi mình ha, tại vì mình chỉ có buồn cái mình niệm Phật nghe kinh vậy đó. Rồi mình niệm Phật, rồi tối thì mình ngồi cái mình đốt nhang, mình niệm Phật về chú cho mình cái nghiệp mình nó nhẹ đi, mình trả nghiệp nhẹ lại bớt đi. Nhưng mà là mình nguyện mình cho mình được trả hết nghiệp này, mình dạ mau giảng sanh, mang về mau đi cho cái Phật trước đi cho nó hết. Còn nếu mà mình tạo ấy, thì cho bớt cái nặng như đau hành vậy đó. Nói chung thì cô cũng đỡ cái là mình niệm Phật với mình trì chú á, nó đỡ cái nó mệt chứ nó không có đau nhất. Bằng của người ta, những người ta bệnh người ta đau nhất tay trên. Còn như cô chỉ có là nó mệt chứ nó đi yếu thôi. Chứ lâu lâu thì cũng như nó hành được cái nó phát lên thôi. Chứ cô vô nằm tế bệnh hàng ngày cũng đồng thời bệnh như cô gan mà đơn gên nãy thì là cô thấy cô cũng được cái nhiều cái đó. Cũng như là mình may mắn mình vẫn được cái Phật Pháp độ cho mình, đúng không sư cô? Cũng như là mình không có đau nhức bằng người ta. Nó gên, nó đau lắm á, nhưng mà mình nhẹ hơn.
cô tối cô sợ bằng đêm đó. Tại bằng đêm nó bằng ngày vậy chả đỡ, bằng đêm đó, nó ngủ không được, nó ghê, nó đau, nó như viêm, nó đau người mình đó. Nó hành đó. Đó. Thì nó không có đau nhất bằng ấy, còn thấy thì cho người ta bệnh đau nhất tay ghê không chịu nổi thì cũng đỡ cái đó, cô cũng được cái đó nên đỡ. Chứ thưa sư cô, khi mà sư cô về ở ẩm như thế này á, con cảm giác giống như là sư cô không có còn tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa. Sư cô ở trong này thì nó khá là hoang vắng. Dạ. Vậy nếu như có một điều ước thì sư cô ước được gì? Con có ví dụ thôi sư cô. Cô chỉ có ước như là cho nó có có ai giúp đỡ cô được có cái gì sao thuốc men. Mà cho được cái điều kiện thuốc men mỗi tháng uống gì đó. Dạ. Để cho nó đừng, cô không lo. Dạ. Khi cô lo con buồn nó như bệnh mà không có tiền thuốc, rồi tới ngày mình bệnh mình không thuốc rồi nó nằm ngược lại, ai cũng không có gì hết trơn, cho nên không có tiền thuốc này kia, cho nên cô cũng giá nguyện và nguyện có như đó. Có ai giúp đỡ này kia. Dạ. Cho cô được chút ít, đừng cô uống thuốc để dành nó uống thuốc. Dạ. À, tới ngày cô mất nghe đó. Chứ giờ cô cũng đâu có làm ra tiền gì được. Dạ. Rồi ăn uống thì cũng không có được cái, chỉ có sữa nè, như sữa cũng uống thôi, sữa mắc nữa. Dạ. Sữa ghẻ nữa. Dạ. Đó sữa này rồi một tuần vậy là một thùng vậy đó. Rồi thành thử ra ăn cháo với sữa. Rồi lâu lâu rồi mẹ mới thèm ăn gì thì kêu mẹ thèm mua vậy đó thôi, chứ ngoài ra không có gì. Dạ thưa sư cô cho con hỏi thêm một câu là từ ngày mà sư cô không còn ở trong chùa nữa, mình về mình ở ở một cái nơi nó hơi xấu xí gọi là chuồng heo. À. Thì có bao giờ sư cô từ bỏ luôn cái việc tu tập của mình không? Dạ. Hay là sư cô về đến đây nhưng mà vẫn còn tâm trí vẫn còn học tập trong cái con đường tu tập của mình thưa cô? Không từ bỏ. Dạ. Tại vì cô nguyện là cô cho cô được hết kiếp này. Dạ. Đặng kiếp sau cô bỏ hết này, hết kiếp sau cô tu tiếp thì cô cho tới ngày cô niệm Phật cô ấy cho tới ngày cô chết luôn. Dạ. Chứ cô không có bỏ được. Bỏ thì mình bỏ thì nói như mình đã đi học qua rồi, mình đã học tu tập rồi. Dạ. Đó, cái thân xác này đâu cũng phải của mình. Dạ. Mình tạo nghiệp kiếp trước cho nên bây giờ mình lãnh. Dạ. Mình trả cho nên mình nguyện giờ cho nó hết mau hết bỏ cái xác này. Dạ. Đi đặng biết mình được cái sao mình gặp Phật pháp sớm hơn thôi. Dạ. Chứ giờ chị cũng không có buồn ấy, cô không có nghĩ mình bỏ vậy, mình bỏ mình càng ấy nữa. Tại vì con biết đường mình đi đâu, mình bỏ gì mình càng ấy thêm nữa. Nghĩa là từ ngày về đây thì cô vẫn tụng kinh niệm Phật bình thường. Dạ, đúng không? Cũng trì chú, tại vì trì chú, mình trì chú á. Tụng kinh thì mình không có hơi được cũng được. Dạ. Cho nên mình trì chú, mình niệm Phật vậy. Dạ. Cái trì chú niệm Phật đó, nó công hiệu hơn. Dạ. Đó. Cho nên là ngồi tối về khuya, nhiều khi mình ngủ không được mình niệm Phật. Dạ. Giấc khuya vậy có 4 giờ cái cô dậy cô đốt nhang cô niệm Phật rồi. Dạ. Thì tối thì cũng vậy. Tối cũng nghe đốt nhang vậy, thì chú niệm Phật thì mở kinh nghe suốt ngày vậy. Dạ. Đó. Mình nghe theo đó mà mình kiểu như mình không có quên đi cái ấy nè. Dạ. Mình nhớ ghê, mình đâu có nghĩ suy nghĩ gì, mình chỉ nhớ cái đó thôi. Dạ, hôm nay con đến đây thăm sư cô á, con mới biết được cái ý chí của sư cô thật sự rất là lớn. Mặc dù đang mang nhiều cái chứng bệnh trong người, nhưng mà lúc nào sư cô cũng hướng về Phật pháp, nghe lời Phật dạy, kiếp người tu là kiếp giả tạm. Lúc nào cũng muốn mình là mình trả hết nghiệp để theo về với Phật pháp. Thật sự hôm nay đứng đây cảm ơn của con cũng rất là khâm phục cái ý chí mạnh mẽ của sư cô. Dạ thưa sư cô có thể chia sẻ cho con được biết là cái việc ăn uống của sư cô nó có khó khăn không sư cô? Không, cô chỉ giờ cô chỉ có ăn cháo với uống sữa này thôi. Dạ. Với ăn cái đồ nào mềm thôi chứ không có ăn đồ khó tiêu chứ không có ăn gì được cái khó tiêu được hết trơn. Dạ. Chị ăn cơm bây giờ cũng cơm phải nấu ra mềm, cơm khô cũng được, nó khô cái nó vô cái nó cứng, nó bụng nó không tiêu được á. Dạ. Nó cứng, nó bụng nó cơ lên, nó ngái lên
Còn cô ở nhà nấu cơm, cái cô bới ra, cô nấu mềm ra lại. Dạ. Thành mềm, cơm mềm, dạ. Cô ăn. Như ăn hướng gì, ăn đồ chai, như cái bọc đồ chiên đó. Cái đó, cô treo ra, bọc đồ chiên đó đó, đó. À, hăng ra trên đó, à, đó đó, đồ chiên đó, ăn với cháo này, này kia, nó mềm vậy đó. Đó, cái đồ, cái bọc đồ chiên nào quý cô chú anh chị, ăn đồ với cháo nha. Đồ chiên, đồ chai nè. Rồi như vậy mẹ đó làm gì á, làm á, rồi ăn với cái nấu cháo đó, cái ăn với nước cháo, hoặc là bữa nào ấy cái ăn nước tương, đó, ăn cái thứ mềm thôi chứ không có ăn thứ, không có ăn gì cứng được. Rồi giống như cái các thứ này, đồ như bây giờ ăn canh, ăn đồ này kia ngoài thì không được. Nó không, cô không, chỉ có ăn cháo với uống sữa này thôi. Vấn đề là sư cô đang bị bệnh như thế này thì sư cô cần phải tẩm bổ cho sức khỏe của mình. Nhưng mà sư cô vẫn ăn chay luôn hả? Ăn chay. Vẫn phát, phát tâm ăn chay luôn. Đó đó, ăn đồ chay đó, ăn đồ đó, ăn chiên đó. Rồi giống như là mình ăn nước tương, mà là cái bữa nào ăn ra trái với đường, cái kia đó. Cái ăn nó có nhiều chút xíu mà như ăn nhiều lần, tại mình uống thuốc á. Ăn chút rồi nó no rồi, mình ăn nhiều lần, có sữa. Như sữa mình uống từng như là hết một phần vậy đó. Đó. Sữa thì như mình không có uống ăn được á, mình uống sữa. Dạ thưa sư cô, khi mà sư cô về ở ẩn trong một cái nơi như thế này thì sư cô có nhớ đến bạn bè mình không sư cô? Có chứ, cũng có huynh đệ thăm. Nhưng mà mỗi hoàn cảnh, mỗi cái hoàn cảnh lo chùa chiền. Dạ. Cũng thời lúc trước thì cũng có mấy huynh mấy cô rồi giúp đỡ. Dạ. Như giờ thì nói chung cũng khó khăn. Dạ. Đó, ai cũng lo về kinh tế, cũng chùa chiền đâu có ấy được. Dạ. Lúc nào thôi chứ đâu có thể lo cho mình hoài được. Dạ. Đó thì cũng có mấy huynh đệ cũng như là thân thiết kia đó. Dạ. Rồi cũng hỏi thăm, rồi lâu thì ghé lên thăm cái đi ngang vậy đó. Dạ. Rồi ghé thăm cho chút ít để mua sữa. Dạ. Này uống này kia, mua thuốc. Rồi như lúc này thì cũng như khó khăn rồi, chứ không có ai đi đâu được hết trơn. Vậy đâu có làm gì, mấy cô cũng tu học á. Dạ. Ở chùa, rồi cho nên này cũng ít, cũng có mấy huynh đệ. Dạ. Thì như mình thôi kệ, mình cũng nghỉ thôi. Gán cho nó vượt qua đi cho hết này đi, mình cái hai trả kiếp nè, nghiệp đi. Còn ăn bệnh này giờ của mình nghiệp, nghiệp ai nấy lãnh, nghiệp ai nấy lãnh vậy đó. Mình bệnh thì mình cái này mình do kiếp trước mình tạo, cái này mình mang mình trả thôi. Chứ cái này cô đâu có làm ấy đâu, từ đó nhỏ lớn cô còn không có ít á. Làm gà ăn vịt nó chả không vậy nữa. Dạ. Cô không có biết làm đó. Dạ. Đó. Cho nên là không có quán, mình không có nghĩ gì hết trơn. Dạ. Mình chỉ nghĩ là giờ mình nguyện cho mình mau cho họ cướp mau đi. Cho dạ. Mình nguyện vậy đó. Dạ. Cho nó sớm, chứ để mình hành xác mình. Nhưng mà mình chưa tới nghiệp, chưa có tới. Đó, cho nên chưa có sạch trả xong, nên là phải chờ trả xong đi mình mới khỏe. Dạ thưa sư cô, khi mà sư cô ở trong một cái mái lá mà cái nền thì là cái chuồng heo, những cái mái lá thì nó đã bắt đầu chiêu view rồi, nó bắt đầu bong chóc rồi, nó mục rồi. Vậy thì có khi nào đêm mưa nó tạt mà sư cô ngủ không được không sư cô? Trời mưa sợ lắm. Tối nó gió nó tóc con này lên luôn á. Trời ơi. Này mới ngủ tóc à. Trên nó tóc lên chốc lên luôn á. Tóc gió lên luôn á. Mưa mà gió mạnh là khỏi gỗ luôn á. Dạ. Cái má này là nhà đá này trên nó phục luôn á. Dạ. Rồi cái cửa này khi mưa gió mạnh quá nó bật ra luôn. Rồi sư cột luôn. Rồi cái cô phải lấy gì cô cột lại. Đó. Này cũng như mình đâu có khả năng đâu, mình về cắt tạ mình nở thôi kệ đi. Chứ mình nghĩ mình sống được bao lâu đâu. Đó, rồi cho nên đâu có nghĩ mình. Nó hồi cô mới về cô cũng nghĩ thôi mình sống được bao lâu. Nhưng mà giờ nó kéo dài tới mấy năm như vậy rồi. Cho nên thôi kệ, mình nói thôi kệ đi, sống tới đâu hay tới đó. Ngày nào hay ngày đó đi.
cho nó ấy. Dạ thưa sư cô, khi mà sư cô về ở một cái nơi mà ở trong cái chuồng heo cũ như thế này, khi mà sư cô gặp những người xung quanh cũng như là gặp bạn bè và huynh đệ của mình ngày xưa, có bao giờ sư cô cảm thấy chạnh lòng vì những cái câu nói là cái bà sư này giờ bỏ về ở trong chuồng heo, bỏ tu trong chuồng heo như thế này, có bao giờ sư cô buồn tủi không sư cô? Cũng mình khi nhìn thì cũng buồn chứ, nhưng mà mà cũng mấy huynh đệ hiểu, cũng như cũng không ít, không có nói, không có người nói mình ấy, cũng như hiểu cũng khuyên nó hơi ráng đi cho giữ gìn sức khỏe, đừng có buồn bệnh vậy đó, rồi mình ráng mình ấy đi, rồi mình nguyện cho trả hết nghiệp đi đó. Chứ buồn người cứ cứ nghĩ là thân xác này không phải của mình. Thân xác này là giả tạm đúng không sư cô? Cái gì cũng vậy, cũng giả tạm thôi. Mình chết đi còn cái, nói chung thì còn cái phước với cái tội thôi. Mình tạo phước thì mình được hưởng phước, còn mình làm tội thì mình nhận tội. Cho nên là mình cứ nghĩ như vậy đi, chứ đừng có ăn thua, mình cứ nghĩ buồn chi. Ai cũng vậy hết chứ, ai cũng đi theo con đường này hết. Sống cái cõi tạm thôi trên thế gian này. Cho nên là vô thường nó đến thì nó hay thôi, chứ mình đừng có nghĩ mình buồn, người cũng dẫn vô đó thôi, cũng dẫn về trở về nó hái thôi, chứ mình cũng mình thêm mình buồn, mình thêm bệnh nữa, mình quá tưởng thêm mình định cái kệ, giờ mình sống mình cứ việc mình tự tại đi, mình nghĩ là ngày đó chết chớ ngày đó mình ngủ sáng cho mình được nhắm mắt được đi, đi xuôi xuôi tay đi cho nó khỏe đi. Đừng nghĩ gì hết trơn. Chích theo lời Đức Phật có dạy là kiếp người tu là kiếp giả tạm, lúc nào cũng đang nghĩ mình là đang chết, sắp chết và sẽ chết. Nghĩa là mỗi ngày mình một già đi, qua một ngày mình lớn tuổi đi là mình đang chết, mình sắp chết đúng và rồi. Sẽ chết. Những lời mà sư cô chia sẻ với mọi người thực sự ý nghĩa rất là sâu sắc nha quý cô chú anh chị. Và hôm nay thì tình có đến thăm nhà của sư cô, thì biết được hoàn cảnh của sư cô. Bây giờ tình xin gửi chúc phần quà của anh Huỳnh Thanh Việt gửi cho sư cô để hồi hướng công đức với số tiền là 1 triệu đồng nha sư cô. Đây là cái số tiền 100 ngàn. Chú muốn tiền không nói. Giờ bảo hiểm hồi đó rồi bảo hiểm đi bệnh viện á thì có bảo hiểm nó đỡ. Bây giờ nhà nước không cho bảo hiểm nữa. Cô đang mệt mà đã đi vô bệnh viện thì nó không có bảo hiểm, hơi mệt nữa thì dạ thưa sư cô, hôm nay con có đến đây thăm cái nơi ẩn tu của sư cô đó thì biết được hoàn cảnh của sư cô cũng gặp rất là nhiều khó khăn ở một cái nơi tạm gọi là chuồng heo, nhà tranh vách lá như thế này một mát. Hôm nay con đến đây thì con cũng có mang theo tấm lòng của anh Huỳnh Thanh Việt. Muốn phát tâm hồi hướng công đức xin gửi cho sư cô là 1 triệu đồng. Cái số tiền của anh Huỳnh Thanh Việt gửi cho sư cô. Cảm ơn những công đức của chú Huỳnh Thanh Việt. Nhiều và người giống như hồi hướng cho công đức này được cho gia đình, được cho chú được mạnh khỏe, gia đình vui vẻ nha, ăn một cái Tết hạnh phúc. Làm ăn thì được phát tài, tài lộc vô đều. Dạ thưa sư cô, lát nữa con xin số điện thoại với sư cô á, con để ở dưới phần bình luận. Nếu như quý cô chú anh chị nào á quan tâm về sức khỏe cũng như là muốn giúp đỡ sư cô trị bệnh đó thì có thể gọi thẳng trực tiếp cho sư cô. Tại vì con thì cũng ở trên Sài Gòn mà anh Việt thì cũng ở trên Sài Gòn. Nên vì vậy nếu quý cô bác anh chị nào mà thương sư cô thì có thể gọi trực tiếp cho sư cô. Nhưng mà con có thể dặn dò sư cô như thế này, chỉ có nhận, mình không có đem tiền đi đóng cho bất cứ cái dịch vụ nào để mình được nhận tiền. Nếu cô chú anh chị nào thương mình thì chỉ chuyển cho mình. Sư cô nhớ nha, chỉ chuyển cho mình không có đóng tiền dịch vụ để được nhận tiền nha. Ví dụ như có một vài cô chú anh chị nào mà gọi nói đóng 5 triệu để nhận được 1.000 đô là không có nha sư cô. Mình chỉ có nhận chứ mình không có đem đóng tiền dịch vụ nha. Cái đó cũng cảm ơn chú. Chú nghèo chưa đây cô, đó giờ cô cũng không có biết cái vụ, nhưng cô nghe cũng có vụ như là lường gạt, như là lấy cái bệnh án rồi này kia, cái đi kêu gọi
Rồi xong rồi cái không có trao lại cho người bệnh. Dạ. Yeah. Rồi cũng như là bỏ cái bỏ túi riêng. Dạ. Yeah. Đó rồi sau này mới yeah. ta mới ta kể nửa ra. Dạ. Yeah. Mới biết. Dạ thưa sư cô, cái này là con chia sẻ với sư cô luôn. Thật ra những cái lời chia sẻ đó thì con không biết ai. Nhưng mà đối với con á, thời điểm trước á, thì con có thể nhận hỗ trợ dành cho quý cô chú anh chị. Nhưng mà thời điểm này thì con ghi hình bất cứ ai thì con để số điện thoại trực tiếp của nhân vật ở dưới phần bình luận. Còn nói về cái việc mà lấy tiền của những người bệnh như thế nào? Không, cái đó là thật sự đối với tụi con á, nó lên đài á, công an báo á, cho cảnh giác thôi. Dạ. Chứ cô cũng không biết, mình đâu có tiếp xúc đâu, mình biết mình với tối ngày ở nhà không mà. Dạ. Đó rồi mấy chú, cũng như mấy chú này là làm công đức dữ lắm á. Dạ. Giúp đỡ cho mấy người thì hoàn cảnh khó khăn vậy đó. Dạ. Cũng được công đức dữ lắm. Dạ. Dạ. Dạ, con xin chúc sư cô thật nhiều sức khỏe ha. Dạ. Đồng thời thì con xin chia tay sư cô tại đây. Dạ. Sư cô cho con số điện thoại để con để dưới phần bình luận. Dạ. Quý cô chú anh chị nào quan tâm thì có thể gọi trực tiếp cho sư cô. Cũng như là đăng ký kênh để theo dõi những cái nội dung mới nhất của kênh. Về những cái nhân vật, những cái hoàn cảnh, những cái câu chuyện ly kỳ. Dạ, xin chúc sư cô nhiều sức khỏe. Dạ, rồi cũng cầu chúc cho mấy chú được.